Chào mọi người, mình là ANDV, đại diện của GST Hồ Chí Minh. Thì với sự thành công rực rỡ của CodeFest 79 năm 2018 thì năm nay CodeFest đã trở lại một sân chơi đặc biệt được chào đón của GST nói riêng cũng như AppSop nói chung. Tháng 11 này, CodeFest sẽ trở lại với tên gọi mới là GST CodeFest 2019 với quy mô đầu tư vượt trội, công phu và bài bản hơn nhiều so với năm trước. Thì đặc biệt với sự thành lập của Phật Cô GST nên quy mô của chương trình cũng được mở rộng ra cả ba miền Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Đây là một sân chơi máu lửa nhất trong năm giúp anh em lập trình viên có thể ứng dụng cái kiến thức của mình vào trong cuộc thi để tạo nên sự gắn kết giữa các member trong GST. Vào ngày 18 tháng 11 này thì GST CodeFest sẽ đồng loạt khai mạc diễn ra cả ba miền. Chúc các bạn khai phá được tiềm năng của bản thân và đạt được những danh hiệu lớn cùng với lại GST CodeFest 2019.